Trời ơi, ngoại nhìn con là ngoại đau lòng, ngoại muốn chết không con ơi. Ngoại nuôi con đến giờ năm 18 tuổi đầu rồi mà con bỏ ngoại con ra đi. Trời ơi. Dạ rồi, con chào hai ông với lại cô ạ. Dạ vâng, hôm nay thì cả nhà mình về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Tìm cháu ngoại. Tìm cháu ngoại đúng không ạ? Dạ con xin phép được nói chuyện với chú trước ha. Chú có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết chú tên là gì và đến từ đâu? Tôi tên Nguyễn Đình Sương. Dạ. Đến từ ở Bù Đăng, Bình Phước. Dạ. Con nhớ không nhầm là cái hình bé này cách đây ít ngày trước là mẹ của bé về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc đó là tìm con. Và hôm nay ông bà đây là ông bà ngoại đúng không ạ? Đúng. Dạ. Dạ con chào cô. Cô có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả mọi người được biết cô tên là gì? Cô tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Cô Nhung ha. Cô Nhung năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Cô năm nay 60 tuổi tròn. Dạ. Là hôm nay cô cùng với lại chú về tìm cháu ngoại. Hôm nay thì đại gia đình nhà mình về đây. Thật sự từ sáng giờ thì cô khóc rất nhiều rồi. Thì cô có chia sẻ thêm cái thông tin gì về cháu ngoại không? Tôi tìm cháu ngoại. Cháu ngoại tôi năm nay tròn 18 tuổi. Tôi nuôi cháu ngoại tôi lúc mẹ giá con côi. Đến bây giờ cháu tôi nó đi làm, nó mở tôi ra đi không được một lời để nói. Bữa nay tôi cũng nhờ trên cộng đồng cố gắng giúp đỡ tìm cháu cho tôi. Tôi không còn cái gì để mà để nói nữa. Cháu ơi, cháu ra đây không nói với bà ngoại một lời gì vậy cháu ơi. Từ ngày cháu ra đi bà ngoại không ăn không ngủ, giống như một con người điên khùng. Con người giống như một con hồn không còn hồn gì hết trơn. Con ơi là cháu ơi. Cô bình tĩnh nha. Cháu ơi, cháu ơi, cháu có biết ngoại không ơi? Trời ơi nói cháu ơi. Cô bình tĩnh cô nha, cô bình tĩnh cô nha. Ôi trời ơi, cháu ơi là cháu. Ôi cô bình tĩnh nha. Ừ. Cô bình tĩnh, cô bình tĩnh, cô bình tĩnh, cô bình tĩnh. Ôi, chú đỡ cô. Không chịu nổi rồi con ơi. Cô bình tĩnh. Là nó không quay được đâu. Ôi ơi, cái cháu ơi là cháu, cháu biết từ ngày cháu ra đi đến giờ bà ngoại giống như một con người khùng, người điên. Bà ngoại không biết ám ảnh về một tấm hình của con trước mặt không là con ơi. Con biết mẹ con, mẹ giá con côi, ông bà ngoại già 60 tuổi mà nuôi con đến bây giờ được lên đến lớp 9. Con bỏ bà ngoại con ra đi không một lời để nói với bà ngoại con ơi. Là con. Cô bình tĩnh giúp con nha. Con biết bà ngoại đau lòng không con ơi. Mà ngoại đêm hả, mà ngoại cứ là chồng mong con về. Con không, bà ngoại không gặp con thì bà ngoại không sống nổi con, cô biết không? Trời ơi. Con biết bà ngoại lặn lội đi tìm con bao nhiêu ngày chưa? Con biết nên chưa con ơi? Con có nhớ ngoại không? Thôi rồi ơi anh cô... ơi anh để cho em tìm cháu anh ơi. Trời ơi không cô cứ bình tĩnh đi để con giúp cho cô khóc vậy. Khóc sự, người cô đừng khóc nha, không có được cái gì hết. Từ từ để cho người ta hỏi mình trả lời cái đã. Trời ơi, ngoại nhìn con là ngoại đau lòng, ngoại muốn chết không con ơi. Ngoại nuôi con đến giờ năm 18 tuổi đầu rồi mà con bỏ ngoại con ra đi. Trời ơi, ngoại nuôi con động đến giờ. Cô đưa, chú đưa cho cô uống miếng nước. Cô uống miếng nước đi, cô uống miếng nước lại, bình tĩnh đi cô. Nước đã. Uống miếng nước đi cô. Con đành nộ. Con bỏ ngoài con ra. Uống đi cô, uống đi cô, uống miếng nước đi cô. Uống nước đi rồi nói chuyện. Đi. Uống đi cô bình tĩnh đi cô nha, bình tĩnh đi bọn con giúp nha. Cô yên tâm đi nha. Cô thật sự là cô rất là xúc động nên tất cả cô chú anh chị cũng thông cảm cho cô, bởi vì cháu ngoại Mà đặc biệt rằng con gái của cô thì cái câu chuyện mà cách đây ít ngày trước là con gái của cô có về đây, nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm con, thì con gái của cô thì cũng là mẹ đơn thân, chỉ có hai mẹ con để mà hổ hỉ. Nhưng tới giờ phút này thì con gái, tức là cháu ngoại của cô cũng bỏ đi, hiện tại bây giờ cũng là một thời gian rồi mà chưa về, thì cô rất lo. Thì chú này, cái thông tin mà về vấn đề về cháu ngoại nhà mình thì cách đây ít ngày trước là con gái của chú và cô đã về đây chia sẻ thông tin rồi, nhưng cháu ngoại vẫn chưa về. Và hôm nay thì ông bà ngoại cùng với chú đây đúng không ạ, rất là lo lắng, nên một lần nữa đến để mà nhờ anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm lần nữa, đúng không ạ? Thì những cái thông tin thì tất cả mọi người cũng đã nắm bắt được rồi. Gia đình nhà mình còn chia sẻ thêm cái thông tin gì không? Chia sẻ gì về cháu ngoại không? Chú có chia sẻ thêm gì về thông tin thêm không? Bây giờ cũng không biết chia sẻ. Rồi bây giờ này chú một lần nữa chú nhắc lại này, cháu ngoại nhà mình họ tên là gì? Cháu ngoại của tôi là Nguyễn Thị Phương Uyên. Nguyễn Thị Phương Uyên. Bỏ đi ngày nào? Bỏ đi chiều ngày 26 tháng 10 năm 2003. 2003. Bỏ đi từ ngày 26 tháng 10 và hiện tại hôm nay là ngày 31. Ngày 31, 5 ngày rồi. 5 ngày trời rồi, gia đình rất lo. Đặc biệt là mẹ của bé hiện tại ngay giờ phút này thì cũng đi tìm khắp nơi rồi. Ngày hôm trước thì về đây cũng khóc quá trời rồi, khóc quá đất lo, rất lo lắng cho con rồi. Hôm nay thì gia đình nhà mình vẫn chưa có một cái thông tin liên lạc gì về cháu ngoại, đúng không ạ? Thì trên cái video này thì ông ngoại có điều gì muốn tâm sự với cháu ngoại để cho cháu ngoại nhà mình về không? Ông ngoại nói đi. Thì cũng cầu mong nếu mà như nó nhận được cái thông tin này thì nó quay trở về ba ông bà. Ông bà ngoại rất thương, rất nhớ. Bà ngoại chị, bà ngoại giờ chắc mệt rồi này, khóc từ sáng đến giờ rồi. Dạ con mời chú. Chú có thể giới thiệu cho con cũng như cho tất cả mọi người được biết là chú tên gì? Chú thì nó kêu là ông Tư không à? Ông Tư ha. Rồi ông Tư có thể Tư có gì hơn nhiều rồi, nhưng mà con nghe đủ thông tin này thì con về sớm với ông ngoại bà ngoại và ông Tư. Thật sự đây là một câu chuyện rất lấy làm buồn và rất lấy làm tiếc. Bây giờ bà ngoại tỉnh táo chưa, bình tĩnh chưa? Bà ngoại còn lời nào nói tâm sự với cháu để cháu về không? Có. Bà ngoại nói đi, bà ngoại bình tĩnh nhá. Cháu tôi tên Nguyễn Thị Phương Uyên. Dạ. Đến ngày hôm nay tôi cũng tới đây, tôi cũng nhờ dân cộng đồng mạng. Bà ngoại cũng có những lời khuyên cháu mau trở về với ông bà ngoại. Hy vọng rằng cháu của ông bà ngoại cũng như của ông Tư xem được cái video này, hoặc bạn bè của bé sẽ xem được, để nói cho bé để sớm quay trở về, để đoàn tụ cùng với gia đình. Bởi vì bản thân bé năm nay là mặc dù tuổi đời là trưởng thành 18 rồi, nhưng bên ngoài xã hội rất nhiều cạm bẫy và rất nhiều cám dỗ. Đất còn nhỏ. Dạ. Bé chưa từng va chạm ngoài đời ngoài đường, chưa từng biết ngoài xã hội như thế nào. Tới giờ phút này có khả năng là bé có rất dễ là bị gặp những cái đối tượng xấu dụ dỗ hoặc là ép buộc khống chế. Có thể rằng là đang bắt bé làm những công việc nhạy cảm hoặc vi phạm pháp luật. Thì hy vọng rằng con gái có xem được cái video này thì con gái hãy sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Bởi vì bây giờ từ mẹ cho tới ông bà ngoại, tất cả mọi người trong gia đình không có làm ăn được gì hết trơn. Mọi người đều hoang mang và rất lo lắng, đặc biệt là bà ngoại. Ngoại hôm nay về đây, ngoại hoàn toàn suy sụp tinh thần, ngoại khóc rất nhiều. Tới giờ phút này thì ngoại nói không nên lời nữa. Nên chú hy vọng rằng bé ở đâu thì hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với lại gia đình. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tiếp tục câu chuyện về tìm bé. Ngày hôm nay là ngày thứ hai. Bởi vì lần trước là mẹ về đây, hôm nay thì có ông bà ngoại cùng với lại ông Tư. Thì rất mong rằng được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ, để hy vọng rằng một ngày gần nhất bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với lại cùng gia đình. Thì ông bà ngoại còn điều nào chia sẻ thêm không? Nhưng mà còn gì nữa không? Còn nhưng mà họ thì ông Tư cũng. Tại vì sao hôm nay cái cuộc nói chuyện này con phải kết thúc sớm. Tại vì tới giờ phút này con ngồi đây nhưng con rất lo cho bà ngoại. Thật sự rất sợ rằng bà ngoại sức lực rất là yếu. Con sợ bà ngoại sẽ bị tụt huyết áp ấy. Cách đây ít ngày trước có hai người mẹ về đây nhờ tìm con, và có một người mẹ đã bị xỉu tại chỗ. nên con rất lo cho ngoại. Bởi vì ngoại bây giờ tuổi cũng đã cao rồi. Thì hôm nay ông bà ngoại cùng như là chú về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm cháu ngoại. Thì gia đình nhà mình có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải thông tin video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu ngoại mình về không? Đồng ý. Dạ rồi, cuối video này thì con không biết nói gì hơn, chỉ chúc cho ông bà ngoại cũng như là ông Tư ha, chú ha, thật nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất tin vui là bé sẽ quay trở về một ngày gần nhất để đoàn tụ với gia đình nha. Đây cũng thay mặt gia đình thì cảm ơn chị Trị Nguyễn Thanh Hải, dạ, và cộng đồng mạng, dạ, là sức khỏe và nhiều may mắn, dạ. Dạ rồi, cuối video này thì em thay mặt gia đình, thay mặt ông bà ngoại cũng như là thay mặt chú xin chân thành cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã quan tâm chia sẻ cũng như là giúp đỡ, chia sẻ cái thông điệp cái video này để giúp cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn và xin hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Dạ, xin phép xin chào. Dạ rồi, con chào gia đình nhà mình nhá. Dạ dạ.